Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng bớt thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Đang giới thiệu tới anh em một sản phẩm, đó chính là bơm trợ lực lái của Ford Transit 2012. Đây là đời chân xuyên qua bơm trợ lực anh em nhé. Anh em mà quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm thì hãy liên hệ với bên em theo số 0856727222. Đây là cái dòng bơm bãi đã được kiểm tra rất là kỹ càng trước khi mà chuyển tới tay anh em để về lắp đặt cho khách. Đó. Cái này thì nó cũng không có gọi là quá nhiều chi tiết cấu tạo. Đó. Về cái hàng bãi này, quay trơn tru này. Đó. Kiểm tra chân trước không bị vỡ là khá là ok rồi đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã cùng xem video của em nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp.